Đó. Nó tức ghê luôn đó. Đây giống Chibu à. Chibu lúc bị hút cần, ném, chơi cần nhiều quá. Một cái. Lúc điện thoại nha. Lúc Chibu mà ở dốc sự nghiệp đúng không? Nói với đẹp gái mà nhìn em giống Khổng Tứ Quỳnh á. Đi. Nhìn em giống Khổng Tứ Quỳnh mà. Đi quay quảng cáo nước súc miệng anh em. Đây các đoàn làm phim đó, là đoàn phim mình có giới thiệu kể câu chuyện này vui lắm. Mình có giới thiệu đoàn phim á, là quay gần đấy anh, đâu đeo mít đâu. Mình có giới thiệu đoàn phim á, là mình thì đoàn phim bút mình là Minh ơi, em giàu dai, một chàng trai chạy mô tô rất là đẹp trai rồi, ok mình gửi nguyên danh sách list xe luôn, một đống xe luôn nè, nào là H2 Ducati rồi bên Đức, nói chung là nhiều xe lắm. Cuối cùng đoàn phim mới gửi cho mình chiếc xe, bên chị chỉ cần chiếc xe là biết chiếc xe gì không mọi người, chiếc FZ150. Bên kêu là chết rồi, vậy bên em không có FZ150, là người ta thích cái dòng xe cỡ vậy á mọi người, là chỉ phù hợp với lại cái cảnh quay đó. Thì mình kêu giờ không có FZ150, giờ chỉ có con Z300, mà con Z300 là con phân khối nhỏ nhất rồi đó. Đó thì đồng phim suy đi nghĩ lại thì đồng phim thấy tại vì cái cảnh đó, nó không còn chiếc xe quá bự thôi mọi người, chỉ còn một chiếc xe con tay như FZ150 thôi. Rồi mình năn nỉ một hồi cái thôi Z3 đi được rồi đó, thì mình mới đem con Z3 lên quay phim, mà quay phim rất là đẹp. Thì chút nữa có mấy cảnh mà quay trong đây nè cho mọi người xem, chút nữa có mấy cảnh quay trong đây, điện thoại á thằng trợ lý mình á nó quay cho mọi người xem rất là đẹp, lên cái ba lên hình đẹp lắm nha. Nón bảo hiểm á nón xịn thì không chịu đâu, đoàn phim chỉ cần nón đen thôi đó, thì lấy nón thường xong rồi họ dán băng keo đen lên để che cái thương hiệu á, để không xuất hiện trên cái quảng cáo của họ. Đó là mỗi cách quay phim thì nón này nón thường ha, rồi nón thường tránh quảng cáo trá hình, tránh quảng cáo trá hình và dán hết lại đó, nón như Z3 đây, như Z300 nè là dán hết luôn, có nghĩa là mình bay cơ mình bay té chỉ là che lại hết luôn đó, che lại hết luôn đó, cho boy sau khi che lại hết luôn, nó như một con xe bình thường thôi, nó che lại như một con xe bình thường, sẵn tiện đi quay phim và review xe đoàn phim ha. Đây xe động cơ 4 bánh phía sau là đầy đủ đồ ăn đó, rất là nhiều đồ ăn đó. Đây là cái xe gọi là xe Catherine đó, xe này là thường thường đoàn phim gọi là xe gì Catherine, đúng rồi, là xe chở đồ ăn thôi đúng không anh, chở đồ ăn với nước uống đó. Quay review cho anh em xem, mà đó giờ anh em xem mô tô không, mà bây giờ xem đoàn phim người ta làm việc như thế nào. Thì đạo diễn với lại nhà sản xuất rồi tân ngồi ở ngoài máy quay, bây giờ Minh á được nghỉ ngơi cho nên mới được chém gió. Quay đây bé dung nè đúng rồi, bé Dung đóng phim thầy giáo nam mọi người. Nhưng mà phim thì tôi đang không hề có cảnh nào chung với lại anh ấy. Quay chung mấy ngày luôn mà không có cảnh nào chung. Ok. Thích không Mộc? Thích không? Không thích đồ đi quay rồi. Một người lên đấy để dặn lại còn là lau mồ hôi biết nhá. Đó, đây là xe nước uống ngộ nằm đây. Ở đây là có uống cà phê không Mộc? Không uống thôi nha. Cà phê, trà tắc, nước lọc. Trong bán đang làm cái cây đó, rất là nhiều ăn Việt Nam. Bên đây là make up đó, chỗ anh em đang coi là make up. Make up mặt dơ không? Mặt dơ nổi tiếng không á anh em đó. Cái áo mình nó hơi hơi rộng so với mình cho nên ở ngoài sau nó làm băng keo. Mặc đồ này ơn cua cả gối sao mập.
cái này chỉ có thể trong phim thôi à. Chứ anh em mình đi tu là mang giáp đồ. Còn này thằng nãy đi tu á, nó mặc đồ rồi hot boy, mang đồng hồ hàng hiệu, rồi tóc tai rồi các thứ, rồi mặc áo da, áo trắng nữa, đi tu mặc đồ trắng. Giày này thì hợp lý nè, được nè. Đi tu mặc quần rách gối, âm cua rách gối. Ở khu này là khu Phú Mỹ Hưng. Ở đây đẹp lắm anh em. Ra đây là cho anh em coi. Ôi. Những anh em ở tỉnh đó nhìn mấy cảnh này. Ở thành phố mà có mấy cảnh này thôi chứ. Rất là ok. Má nhìn mình giống Miren hơn. Giống 3D. Đẹp. Bên kia là cầu Ánh Sao nè. Khu này hồi xưa ưa quay phim nhất luôn á. Quay phim nhiều nhất luôn, cầu Ánh Sao quận 7. Còn này là hồ gì không biết tên. Hồ Bán Nguyệt. Hồ Bán Nguyệt hả? Ồ rành hả? Hay chở bạn gái ra đây không hả? Ồ cười. Khu này hay quay phim chụp hình nhiều nhất luôn á. Bây giờ bớt rồi, bây giờ thì có quận 2 đồ nhiều á. Cho nên ở đây người ta cũng giảm quay bớt, chứ hồi xưa mà mới xây cái này là quay phim nhiều lắm luôn. Mấy cái MV ca nhạc là quay đâu, quay ở đây không. Mập đây theo làm trợ lý thấy sao mập? Thấy gì? Mệt hả? Ngồi chỗ không mà mệt gì? Qua quay hot girl cho anh em xem. Phì tới giờ mập sắp bị béo phì á. Chuẩn bị 6 múi giờ đang tập kim, đang chuẩn bị múi kim. Có nghĩa là con người nó có 6 ngón đúng không? Một ngón, hai ngón, 5 ngón, 6 ngón. Đâu, 14 tập kim, 6 múi. Đô ly nhanh hơn đúng không? Hết đô ly mà nháy mắt đúng không? Nháy được. Hồi nãy bạn bị nháy sai á. Nghĩa là đưa cái cơ lên. Rồi lại cái này. Không bị vô đó. Nó bị quán tính đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Ráng lên, ráng lên. Rồi. Máy chạy. Không chạy chưa bởi. Rồi. Ba Diễn. Anh hai, ví dụ em đứng ở xa em đỡ được không? Không, đỡ được. Kế ơi.
cho anh đem một quần gõ nó đỡ cái lưng hông của bé cho nó đỡ không hỏi anh chỗ nào không đỡ được nào. Tay tay cho nè, đã sẵn hả? Ờ đúng rồi, đã sẵn luôn.